Rồi, xin chào các bạn nhé. Và clip trước thì đó là clip số 6 rồi. Đó, và đã là clip mà mình đã nói về cái vấn đề xây cái tường bao này. Và những cái kinh nghiệm mà mình đã nói với các bạn. Đó. Thì ngay từ đầu clip là mình đã lập kênh để hướng dẫn cho các bạn là muốn tìm hiểu về bản vẽ. Hoặc là các bạn mà muốn nhận thầu chẳng hạn thế mà chưa biết về xem bản vẽ. Đó, thì chắc chắn ở ngoài xã hội kia, ở ngoài môi trường xây dựng tiên tiến hơn thì có nhiều bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm cũng như là cách thức đọc bản vẽ nó sẽ tốt hơn mình. Nó các bạn được học đàng hoàng hơn thì các bạn có thể là đóng góp bổ sung thêm để cho cái clip nó sẽ hoàn thiện hơn, để giúp các bạn mà muốn tìm hiểu nó sẽ dễ dàng hơn. Nên qua trải qua 6 clip vừa rồi thì mình cũng tin chắc là một số bạn cũng đã hiểu được cái nguyên tắc để mà xem bản vẽ. Thì nó có hai phần kết cấu và ấy, thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi là chúng ta làm ở đâu, chúng ta cần mở đến chỗ nào để xem rồi đó. Nếu xem bản vẽ là cần phải tìm đúng đến cái vị trí để chúng ta có thể tìm thấy cái số đo để chúng ta biết được. Thế trong cái clip này thì mình đã nói từ clip số 6 là mình đã nói đến cái vấn đề là để cái chỗ một cái tường này nó và cái cửa sổ này là rút cục nó là 900 là phần hoàn thiện rồi hay là phần thô. Đó, thì chúng ta muốn tìm hiểu được thì chúng ta cần phải tìm đến cái vị trí cửa này, vị trí mặt cắt của cái cửa này mà và cái chi tiết cửa này để chúng ta lấy từ cái cửa này để chúng ta có thể lấy cái cốt của nó. Vì trong cái bộ hồ sơ á, thì có nhiều bộ hồ sơ nó sẽ rất là đầy đủ, như có bộ hồ sơ như mình đang hướng dẫn các bạn này thì nó không được đầy đủ hẳn. Đó, như vậy thì trải qua những cái mà lần mình đã tiếp xúc với các kỹ sư, tiếp xúc với lại các công việc thì mình đã có những kinh nghiệm cũng như là cũng có những cái để mình có thể là cũng không cần một bản vẽ quá hoàn thiện mình vẫn có thể là làm được. Đó, thì có những cái gì thì mình sẽ chia sẻ trong một cái series clip từ đầu đến giờ là mình sẽ chia sẻ hết. Đó, thì hy vọng là các bạn có thể là đóng góp thêm cái ý kiến của mình. Đó, để xem là mình sẽ cải thiện những cái video tiếp theo. Đó, thì quay trở lại với cái vấn đề là xây tường này thì mình đã clip trước mình đã nói về cái vấn đề xây cái tường chỗ này rồi. Đó, thì các bạn xem thì các bạn có thể là hình dung được rồi nhá. Và cái cao độ để cái vòm ở chỗ này và cũng như là cái thụt thò này nhá. Thì hôm nay sẽ là vấn đề ở cái cửa này và cái vị trí nhà vệ sinh này. Đó. Thế thì ở đây thì các bạn hãy nhìn chú ý vào cái chỗ này. Thì chỗ này nó sẽ có một cái cửa là 45 đấy các bạn nhé. Cửa 45cm đây. Đó, cửa 45cm đây. Thì nó để từ cái mép cột này ra này, 45cm. Đó. Đó. Thì còn cái cao độ của cái cửa này thì để mình tìm trong cái bản vẽ xem là nó có không. Đó. Và đồng thời mình sẽ tìm đến cái cửa này. Tìm đến cái vị trí cửa này để cho các bạn biết rằng là mình sẽ cần tìm đến đâu. Đó. Thì vấn đề ở đây là trước khi mà các bạn biết là cái ký hiệu ngay từ đầu là mình đã nói các bạn là S là nó là cửa sổ rồi. Nó S nó là cửa sổ rồi. Thế như vậy là cái cửa sổ này thì nó sẽ không giống như cái cửa chính này. Cửa chính nó sẽ đặt từ dưới nền đặt nó sẽ là cửa đi, nó sẽ là dưới nền lên. Còn cái cửa sổ chúng ta sẽ phải xây đến cái cao độ nhất định của nó. Thế vấn đề ở đây là để xây đến bao nhiêu thì chúng ta để cửa sổ. Thì ở đây các bạn hãy chú ý đến mình lật đến cái trang đó. Đó, thì ở đây thì mình sẽ tìm đến cái cửa chính này. Đó, đây các bạn. Đó, nó chính là cửa đi D1 đấy các bạn nhé. Cửa đi D1. Nó như vậy thì đây là cái số đo này là chủ nhà đã thay đổi. Còn mình sẽ hướng dẫn theo các bạn theo là cái số đo mà bên mình thiết kế họ cho nhé. Họ cho, đấy, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu với chiều cao này đã. Chưa nói về chiều rộng, bởi vì mình đang xây cái bức tường đó. Cho nên là cần biết là cửa sổ nằm ở vị trí này hay là nó cao mãi ở đây hay như nào đấy. Đó, thì ở đây là các bạn để ý đây là nó sẽ là 2m75. Đó, là nó lên trên này. Bắt đầu từ cái chỗ mà có vạch ngấn đấy, 2m75. Đó. Ở đây là sẽ được chôn xuống 5cm các bạn nhé. Chôn xuống khoảng 5cm. Như vậy vấn đề ở đây là chúng ta sẽ cần biết rằng là tất cả các cửa nó đều có đồng dạng với nhau. Đó, tất cả cửa sổ đều đồng dạng với nhau. Đó.
Thì ở đây thì cụ thể là cái cửa sổ này đây các bạn nhé, nó là cửa sổ S2 đây các bạn nhé, chi tiết cửa S2 đây. Thì họ không cho cái cao độ là để bao nhiêu, cả cả trong mặt cắt này, nó cả cả trong mặt cắt và mặt chính này, đó đây các bạn nhé, mặt cắt mặt chính này họ cũng không cho là cái cửa sổ này là để cao bao nhiêu hay như nào đấy, mà nó chỉ có duy nhất một mặt cắt này thôi, đó cả cả mặt chính này các bạn nhé, mặt chính này cũng không có thông tin gì ngoài thông tin số đo của chiều cao của nhà, đó cũng không có thông tin gì nhiều, đó không có thông tin gì nhiều. Đó. Thế thì như vậy là chúng ta cần phải tính toán từ cái cửa này để chúng ta lấy đồng dạ nó. Đó. Thế thì các bạn biết là cái số đo của nó là từ cái cốt hoàn thiện là lên là bằng 2m75. Đó, các bạn nhớ cho mình số đo này. Rồi là sang đây là cái cửa này các bạn nhé. Vừa nãy là mình đã nói là 900 đúng không ạ? 900 tức là nó đã hoàn thiện rồi. Đấy các bạn nhìn vào mặt cắt 22 này, nó cắt ở đây này. Để chúng ta biết là 900 nó hoàn thiện rồi. Như vậy là các bạn cần phải, khi các bạn xây là các bạn cần phải để là tối thiểu là phải một, phải là 94cm. Đó, 94cm. Hoặc là 93cm cũng được. Để các bạn, khi các bạn hoàn thiện vào rồi thì nó sẽ còn là 900. Đó, sau đó người ta sẽ bắn cửa nhôm đây. Đó. Như vậy là chúng ta đã biết rồi là để là rộng là bằng 94cm. Hoặc 93cm đó. Thì cái cao độ là mình chưa biết. Thì mình sẽ lấy cái số đo của cái cửa là 2m75 nó các bạn nhé, 2m75 nó, thì chúng ta sẽ trừ đi, à, chúng ta sẽ trừ đi 1m3, nó cái cửa này là khi hoàn thiện rồi ạ, à, xin lỗi các bạn, một nó là 1m495 các bạn nhé, nó là 1m495, đó, thì như vậy các bạn cũng cần phải để là chúng ta trừ cái phân hoàn thiện đi thì chúng ta sẽ để là 1m52. Đó, 1m52 để chúng ta hoàn thiện vào thì nó sẽ còn cái số đo này. Như vậy là chúng ta sẽ phải lấy là 2m75. Đó, chúng ta trừ đi 1m49 này các bạn nhé. 1m49 này. 1m495 này. Đó, thì nó sẽ ra được cái cao độ. Nó sẽ ra được cái cao độ để các bạn để được cái vị trí cửa sổ này đến cao độ nào thì chúng ta xây đến cao độ nào chúng ta để cửa sổ đó. Đó. Thế như vậy thì các bạn cần phải tính là ví dụ như là đến tầm độ 85cm là bắt đầu nó bằng được cái vị trí này thì chúng ta cần phải phải xây đến 83 thôi. Đó, thì để chúng ta sau khi chúng ta hoàn thiện hai phân lên thì nó sẽ bằng là cái cốt 85 đó. Nó trên này thế. Thì chúng ta cần phải để rộng lên trên này 2cm để khi chúng ta hoàn thiện thì chúng ta cầm, chúng ta chắc cái cửa này thì nó sẽ thụt xuống là vừa các bạn nhé. Nó là như vậy. Thì đấy là cái vấn đề cửa sổ. Ở cái cửa sổ là cửa sổ S2. Ở cái vị trí xây này. Đó. Vị trí xây này. Đó, nếu như trong trường hợp mà bản vẽ ở một cái vị trí mặt cắt chẳng hạn, hay một vị trí mặt bằng chẳng hạn, họ sẽ vạch vào đây các bạn nhé. Họ vạch vào đây là để như nào đấy, cao nào đấy, thì chúng ta không cần phải tìm như vậy. Nhưng mà hy vọng là cái clip như vậy thì như thế này thì sẽ giúp ích cho các bạn, là các bạn có thể tìm được cái đến cái vị trí đó để chúng ta xác định rằng là nó là cái số đo đó là số đo như nào và cửa đó là cửa như nào. Đó. Thế bây giờ quay trở lại với cái vấn đề là cái cửa sổ S2 đây các bạn nhé. S2 ở cái vị trí này. Thì S2 đây nó có rất nhiều S2 các bạn nhé. Đây nó sẽ có cái S2 nữa này. S2 này nó đều là 900 các bạn nhé. Đó, thì nó đều là 900. Thì chúng ta đều cần phải để làm 94. Đó. 94cm để chúng ta có thể hoàn thiện được. Và cái cao độ thì vừa nãy mình đã nói rồi. Đó. Thế như vậy. Thế thì quay lại vấn đề là cái ô lõm của nhà vệ sinh này. Nó thì nó có lõm lên tít trên hay không? Thì xin thưa các bạn là nó sẽ không lõm lên tận trên. Đó. Thì ở đây là mình sẽ dở đến cái phần cầu thang này các bạn nhé, để mình tìm hiểu xem là mình để ô lõm đến chỗ nào. Rồi, để mình tìm đến cái phần cầu thang này. Ở đây các bạn đấy nhá, đây là mặt bằng thang tầng 1 này. Đó. Đấy, như vậy thì chúng ta cần phải ước lượng
À, chúng ta cần phải biết chính xác là nó để bao nhiêu. Đó, thì quay trở lại đây. Là nó để từ cái, đây các bạn nhé, từ cái mép cửa này các bạn nhé, từ cái mép cửa này, đó, à, từ xin lỗi các bạn, từ cái mép cột này, từ mép cột này, thì nó cũng chính là cái từ cái mép cửa này, là nó lên trên sang bên này là nó bằng 1m60 các bạn nhé. Thì các bạn cần phải để là, ở đây là sẽ cho cái số đo hoàn thiện rồi các bạn nhé, thì sẽ để là 1m64, đó, để khi chúng ta hoàn thiện vào thì sẽ còn 1m60, đó, như vậy. Thế thì cái muốn tính được cái cao độ để chúng ta có thể là để cái ô lõm mới xong chúng ta xây tiếp tục xây tường 20. Đó. Thì ở đây là cái mặt bằng thang đây các bạn nhé. Mặt bằng thang đây. Thì trên mặt bằng thang này lại có một cái cửa nữa là rộng 900. Đó thì cái cửa này nó sẽ gọi là cái cửa nó sẽ thông tầng đây. Đó các bạn. Cửa này nó sẽ là cửa thông tầng. Đây các bạn. Nó chính là cái cửa này đây các bạn nhé. Nó chính là cửa này đấy. Đây là cái ô cửa mà để 45 ở chỗ nhà vệ sinh đấy các bạn nhé. Đó thì trên này là cái tiếp tục một cái ô cửa nữa. Đó, thế như vậy là chúng ta cần phải tính ở cái mặt bằng thang này. Đó, để chúng ta có thể là để được cái ô lõm đó, sau đó chúng ta sẽ sang cầu sang, chúng ta sẽ xây tiếp tường 20 lên như này. Đó thì các bạn nhìn từ mặt bằng thang này các bạn sẽ thấy nó là tường 20. Đó, như vậy là ở dưới gầm mặt bằng thang thì nó sẽ là tầng 10, còn trên mặt bằng thang thì nó sẽ là 20. Nó như vậy. Thế thì vậy thì để ở vị trí nào? Nó thì các bạn sẽ để ở vị trí cao nhất là bậc số 15 này. Nó, còn đâu chúng ta sau khi chúng ta ghép cầu thang xong thì chống chỗ nào chúng ta sẽ chèn sau. Đó. Thế thì ở clip số mình không nhớ là số 5 hay là số 4 gì đấy thì mình đã nói các bạn là ở tầng 1 nó sẽ là cao 39. Đó. Như vậy là 39 chia cho 25 bậc nó sẽ còn khoảng độ 15 phân 7 ly. Đó, thì các bạn sẽ lấy là 15 bậc này các bạn nhân lấy với cái cổ đó. Đó. Như vậy là 15 bậc này nhân với cái cổ 15 phân 7 ly thì nó sẽ là ra khoảng 2m35 gì đấy. Đó, 2m35. Thì các bạn sẽ trừ đi cho mình là khoảng 15 phân. Đó, 15 phân bắt đầu các bạn đặt. Thế như vậy là nó khoảng độ 2m15 hoặc 2m20 thì các bạn sang cầu. Đó, sang cầu sang để chúng ta xây tường 20. Đó, thế là như vậy là chúng ta biết tính cái cao độ đó, bởi vì ở đây họ không cho cái cao độ của cái vị trí đó. Thì ở đây là bậc số 14 thì nó là 2m50, bậc số 16 thì nó là 2m50 đấy các bạn nhé. Đó, đây. Bậc số 16 là 2m50. Đó, thì bậc số 15 nó khoảng 2m35 gì đấy. Đó. Thế thì như vậy là các bạn đã để được cái cao độ của cái nhà vệ sinh, cái ô lõm nhà vệ sinh đó. Đó, như vậy là mình đã chia sẻ đến các bạn về cái clip tiếp theo về cái mặt bằng xây này. Thế thì để mà quay mà tỉ mỉ thì nó cần phải có nhiều clip. Đó thì hy vọng rằng các bạn xem từng clip một thì các bạn sẽ hiểu. Đó thì như vậy là nó đã cho cái cửa đó rồi. Thế thì cái cửa 90 ở chỗ cầu thang này đấy các bạn nhé. Cầu thang này đấy, mà cái chỗ mà đằng sau mà mình vừa nói là cửa thông tầng đó. Thì cái cửa này thì các bạn cứ để là 94, sau đó chúng ta cầm ở 90. Nó mà cái cao độ để thì các bạn sẽ để vào đúng cái vị trí mặt bậc số 14 này. Nó thì nó sẽ là cao hơn mặt bậc số 14 này khoảng 15 cm. Đó thì nó khoảng độ 2m3 gì đấy. Đó. Khoảng 2m25. Đó, 2m25 thì bắt đầu để cái cửa sổ này. Nó thì nhìn ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cao hơn. Đây các bạn nhé. Đó, thì nó sẽ cao hơn cái mặt bậc số 14. Đó, khoảng như vậy. Thì cái chỗ cửa nhà vệ sinh này thì vừa nãy mình có nói ngay từ đầu là để 45 nó. Thì bạn cứ để là nó cao từ cái cốt nền lên trên cái dạ cửa ở trên này này. Thì nó khoảng độ 2m1 thôi. Đó,
của 21 thôi, thì là nó sẽ tương đương sau này nó sẽ bằng mấy cái dạ của cái gầm của cái cầu thang. Đó, gầm của cái cầu thang. Và chúng ta sẽ để là rộng 45, cao cũng khoảng 45 đi. Ở đây thì cái cửa này nó sẽ không có thông số mà sẽ để cho thợ mình để tự do. Nên ngoài ra các bạn nhìn ở cái mặt này nữa, nó thì các bạn sẽ thấy một cái lam ở đây nhá. Đấy, có một cái lam đấy, lam chắn mưa đấy. Thì ở đây thì nhìn ở tại vị trí cắt này thì các bạn sẽ thấy. Đó. Thì cụ thể ở đây cái mặt cắt này các bạn nhé, mặt cắt 11 này. Đó, mặt cắt 11 này. Đó, thì nó cắt từ đây hết sang. Đó, thì chúng ta sẽ lấy thấy cái lam ấy. Đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ thấy cái lam ấy. Thì cái lam này thì sẽ để là rộng 25 đây các bạn nhé. Rộng ra từ cái tường này ra 25. Đó, thì chúng ta sẽ đổ bê tông từ cái tường này ra khoảng độ 25. Sau đó chúng ta cầm thì nó ra khá được 25 nhé. Đó, thì đấy là cái những cái thông số quan trọng nó để cách chúng ta có thể xem được cái bản vẽ này nhé. Ngoài ra còn một vấn đề nữa là các bạn sẽ để ý ở chỗ này là nó sẽ có một cái đường ống nước đây các bạn nhé. Nó sẽ được nằm âm trong tường này. Thì khi đó các bạn xây các bạn sẽ chừa là khoảng độ rộng từ cái mép cột này ra đến đây đến mép này khoảng độ 45 cm. Đó, 45 cm. Đó, thì chúng ta sẽ xây chỗ này là một viên 10 thôi. Còn đến chỗ này chúng ta vẫn xây là 20. Thì chúng ta sẽ xây viên 10 chỗ này lên đến kịch đến trần. Và nay mai cái đường nước đó thì nó sẽ được nằm âm như này. Đó, thì các bạn chú ý điều này nhé. Đọc bản vẽ là phải để ý từng tí một đó các bạn nhé. Và một cái điểm nữa là ở đây thì có khả năng là chủ nhà sẽ lắp cái máy hút mùi. Thì chiều cao của cái ống đặt máy hút mùi thì khoảng độ 2m7. Đó, thì chúng ta sẽ đặt được một cái ống để có thể nay mai sẽ lắp cái máy hút mùi. Đó, để đỡ phải đục phá nhiều nhé. Đó là cái chú ý. Thì về cái xây tường của cái hai bước sau này thì như hôm trước mình đã nói là cái dầm nó 350 thì chúng ta đổ cột là bằng 3m55 rồi. Đổ cột 3m55 thì chúng ta sẽ xây cái tường lên 3m55, sau đó sẽ ghép cốt pha dầm. Đó, xây cái tường lên. Đó thì tại vì chiều cao 3m9 thì chúng ta sẽ trừ đi. Hôm trước clip mình đã nói là đổ cột 3m55, clip đổ cột đấy. Thì chúng ta sẽ thấy cái tường này cao lên 3m55 thì chúng ta dừng lại để chúng ta ghép dầm và ghép vào sàn nhé. Thì đấy là cái clip hôm nay mình chia sẻ đến các bạn. Thì hy vọng rằng là với những cái chuỗi clip này thì các bạn sẽ biết được cách đọc bản vẽ và những cái cách mà mình ước lượng nó thì để xây được. À, ngoài ra còn một cái chú ý này mình muốn chia sẻ đến các bạn là ở đây như cái cửa này các bạn nhé. Như ở cửa này. Đây vẽ thông này thì khả năng cao là cái kính thủy lực. Nó kính thủy lực thì không cần phải, chúng ta chỉ cần đắp một cái nẹp thôi là họ đã bắn được rồi. Đắp một cái nẹp là họ bắn được rồi. Chứ nếu như mà làm cửa nhôm kính thì các bạn phải ốp một cái gờ đây các bạn nhé. Ốp một cái chỉ ở đây là khoảng rộng khoảng độ 10 phân. Đó, và có bề dày từ tường ra thì khoảng độ 5 đến 10 phân để người ta có thể bắn được cái nhôm kính này vào. Nó là sẽ có hai thông tin, hai cách làm, thì cái này là vấn đề chủ nhà xem làm cái loại hệ nhôm kính hay là hệ kính thủy lực. Đó. Thì đấy chia sẻ thêm với các bạn. Thì đó là hy vọng rằng là cái chuỗi clip của mình đưa lên thì sẽ giúp ích cho các bạn có thể là biết được cách đọc bản vẽ và cách thi công thực tế như vậy. Thì mong rằng là clip sẽ được các bạn đón nhận. Và nếu như bổ ích thì các bạn hãy like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ những clip của mình để cho mọi người cùng được tìm hiểu. Thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Đó.